Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em cũng mới nhập được, mới lấy được một lô hàng viễn thông. Hàng viễn thông đây là 112V 100A. Hàng này hàng của Trung Quốc. Thì hàng đang còn rất mới, mới về chiều nay. Thì về được 12 bình. 12 bình thì có hai anh hôm nay tới lấy mỗi người 2 bình. Thì hiện giờ còn 8 bình. Thì trong thời gian qua cũng rất nhiều bác có gọi điện cho em. Thì cũng hỏi về bình viễn thông. Thì nói thật sự thì bình này nó không có nhiều. Thì về được lô nào thì hầu như là mọi người đều lấy hết và đặt hàng trước. Và có rất nhiều người gọi điện cho em, nhưng mà đôi khi cũng bận nên không bốc máy được, mong các bác thông cảm. Thì lô bình này thì hiện giờ thì còn 8 cái, nhưng là có một bác mới đặt một chiếc, giờ còn 7 cái, còn 7 cái bình. Thì nói chung em về cũng chưa lau dọn gì cả. Thì mai học mốt em với nhìn bề ngoài đang còn rất mới, nhưng mà bình thì quan trọng nhất là cái chất lượng ở bên trong. Thì mai em sẽ test với dòng C10 để kiểm tra coi là bình còn tốt hay không. Nhưng mà như người bán nói cho em là bình này hầu như là chưa sử dụng, đang còn rất mới. Thì hiện giờ còn 7 cái. Thì nếu bác nào mà muốn đầu tư ở bên năng lượng mặt trời, bình này thì nếu mà làm bên năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời thì cực kỳ tốt, tuổi thọ cao, độ xả của bình thì rất sâu, bền. Nhưng mà em lưu ý các bác mà nếu mà khi mình mà dùng bình viễn thông á, thì mình nên sử dụng sạc 3 chế độ thì sẽ làm cho bình no và đảm bảo cho tuổi thọ của bình tốt hơn, chứ không nên sạc các loại như các cục sạc bình thường thì rất nhanh hư bình. Bình viễn thông này nó khác. Đấy, thì bác nào nhanh tay gọi điện cho em. Thì em thì nói thật sự là bình này á, thì là nó tùy ra từng lô, chất lượng bình nó cũng khác nhau, nên là không thể báo giá ở trên tiêu đề được. Thì em có ghi số điện thoại, bác nào có nhu cầu thật sự thì hãy alo cho em. Giá cả thì hợp lý cho các bác. Để cái này nếu mà làm bên pin năng lượng mặt trời thì tuyệt vời rồi, tại vì giá cả của nó chỉ bằng ngất ngửa nữa cái bình mới thôi, nhưng mà chất lượng của nó thì đang còn rất tốt. Thì em sẽ chứng minh cho các bác thấy, và những người sử dụng sản phẩm của em cũng có những lời bình luận. Tại vì hàng này trước khi lấy về thì em cũng đã kiểm tra rất kỹ ở chỗ lấy về, người bán cho em đã kiểm tra rất kỹ những cái bình nào không đạt tiêu chuẩn là đã lấy ra rồi. Còn những cái bình này hầu như là đang còn rất mới và chất lượng đang còn tốt. Và em thì giờ đang còn mai thì sẽ có một cái bình GS200 và một cái bình hãng cũng GS luôn nhưng 150 bình nước. Thì với là một cái bình của Đồng Nai 150, nhưng bình của thằng Đồng Nai thì bình của Đồng Nai thì rất kém rồi. Đấy, thì nếu ai mà muốn mua về để sử dụng để quạt 12V hoặc là bóng 12V á, thì lấy về đang còn dùng ok. Thì em sẽ bán như là hàng ve chai thôi. Còn hai cái bình kia thì chất lượng đang tốt. Đấy, thì chất lượng như thế nào á thì em bán giá như vậy cho các bác về sử dụng. Tại vì em cũng rất yêu thích về cái pin năng lượng mặt trời nên em hiểu được đầu tư pin năng lượng mặt trời. Thì mình kiếm được những cái bình như thế này thì giá cả nó hợp lý, mình đầu tư sử dụng về lâu về dài thì nó tốt. Mà mình mua, ví dụ em nói đơn giản như mình mua hai cái bình này, thì nếu mà mình mua một cái bình mới thì mình sẽ mua được thêm một ít nữa thôi, thì mình sẽ mua được hai cái bình cũ này. Còn chất lượng của bình á thì phụ thuộc vào người sử dụng rất rất nhiều, về cách nạp, cách sử dụng. Thì đấy,
Thì lô này giờ em còn 7 cái, nếu mà bác nào muốn lấy nguyên lô thì alo cho em. Đó, thì cũng có nhiều người điện cho em là hỏi, nhưng mà thật sự là về đợt nào cứ cầm được 4 đến 6 bình thì có người lấy hết. Nên là em cũng không đăng video nữa. Nhưng mà lô này thì đang còn nữa, nên là mai em sẽ test mấy cái bình này để cho ai mà muốn lấy về để ghép hệ 24 248 thì mình sẽ đồng cái điện dung của bình nó đồng như nhau, em bé nó đồng như nhau, nó không bị chênh lệch nhiều quá thì mình dùng cái độ bền nó cao hơn. Đó thì em bán thì em sẽ ghi luôn cái dung lượng của bình được bao nhiêu phần trăm để cho ai muốn lấy về ghép. Như hôm nay hai anh kia lấy mỗi người 2 bình để về ghép hệ 24 V thì cái độ chênh lệch ampere nó không cao thì về dùng cho nó bền. Thì đấy, thì video em xin kết thúc ở đây.